Các bạn thấy logo hình ngựa đẹp không? Để mình quay chiếc màu đen này có bao nhiêu. Xe này mình rất thích cái cặp bánh của nó các bạn. Quá đẹp luôn á trời. Cái logo nó luôn nữa ha. Cũng 5 chấm đó các bạn, mà chiếc màu đen này thấy ngầu. Màu này không phải đen, nó xanh đen. Cái giá chiếc này nó 45 ngàn. Mà đời 2019 không nghe các bạn. Wow, chiếc này đẹp quá. Nó mắc hơn mấy ngàn bởi nó bên cái dàn đu với dàn cặp bánh nè. Các bạn thấy dàn cặp bánh mâm đẹp không? Đó, để mình qua đây mình quay cái dàn đu kỹ cho các bạn xem. Xe này 45 ngàn rẻ quá. Các bạn thấy cặp bánh nó hai bô. Wow, xe này ngon quá vậy ta. Chỗ đổ xăng nó xe đít luôn các bạn. Xe này nó phân sẵn chỉ về hưởng thụ thôi. Đẹp quá các bạn ơi. Ok, mình quay cái xe thể thao các bạn coi phải không? Giờ mình qua thôi, mình sẽ quay tiếp. Ở đây có chiếc máy bán tải bự nè các bạn. Chiếc bán tải lớn này quá ngầu luôn các bạn ơi. Để mình quay chiếc này cho các bạn coi luôn nha. Để thử cái giá nó nhiều. Các bạn thấy đây nó có mấy cái đồ móc không? Mấy cái đồ móc mà để nó kéo xe rồi các bạn. Nhiều khi mình đi chung rồi hoặc là bị này nó dính sình lầy đó. Wow, chiếc này bự dữ trời. Có cặp bánh nữa nè các bạn. Này chạy cát chạy gì là không sợ gì luôn nha. Wow, bên này ở trong đó các bạn còn gặp thênh thang đại hải luôn. Cái giá nó bao nhiêu? Ồ, chiếc này có 70 ngàn rồi các bạn ạ. Mờ quá, tại đây nó nằm ở trong nó chá nắng không thấy các bạn. Chá nắng. Giá xe này 70 các bạn, không có thấy. Ở trong nó là 5 người ngồi nha các bạn. 5 ghế. Wow, đẹp quá. Đây cũng vậy luôn mà ăn thua mình thích cái màu thôi. Bạn thấy không? Quay xa cho các bạn coi nè. Để coi kỹ luôn nha, chiếc này giá nó xe chệch không, nhiều khi nó khác màu cái giá nó rẻ. Ồ, chiếc này nó phân cái cặp bánh đẹp quá. Bánh mâm ngoài. Ô, chiếc này rẻ hơn nhiều. Chiếc này có 49 ngàn, 50 ngàn thôi. Nhưng mà ở trong là ghế thường chứ không có ghế da nha các bạn. Nếu mà mình mua mình xài không cần cái da đâu. Cái này được rồi, 50 ngàn. Cũng xe ở trong là 3 băng. Đời 2019 hết luôn nha các bạn. Đằng trước thì 2 người ngồi, đằng sau là 3 người, là 5 người. Bạn thấy cặp bánh không? Nè, quay trong các bạn coi nè. Sơ lược. Wow, xe này có 40 mấy 50 ngàn. Nó có, đây là các bạn biết mấy cổ điện này các bạn. Đó, mấy cổ điện đó. Thí dụ nhà cúp điện nữa, đây mấy các bạn mà chạy, các bạn mà ghim vô nhà luôn, xài ổ điện trong nhà mình luôn, để máy xe lên ghim điện ở nhà xài cũng được. Wow, chứ mấy cái này nó kéo nè các bạn. Bạn thấy mấy cái đồ này kéo không? Xe đẹp quá các bạn. Đó, mình quay sơ lược tổng thể cho các bạn xem. Bạn thấy xe Rip đẹp không? Đó, xe này xe xài qua tay nha các bạn. Bình là vẫn còn đẹp trai. Đời 2013. Để quay cho các bạn coi. Đó, đời 2013. Hiện bây giờ là nó còn 25.800.
Nhưng mà mình coi thử nó hình như 69.000 mai hay gì đó. Mình coi kỹ coi. Xe này đời 2013. Mấy xe này nó warranty cho mình hết các bạn. 25.000. Bánh xi cua còn mới. Bạn thấy không? Còn xe Ford này, xe này bên đây nó 7 chỗ, cho Việt Nam nghỉ chở 9 người, 3 băng ghế các bạn. Coi sờ thử cái xe này nó bao nhiêu tiền. Xe này nó 46.000 mai, đời 2018. Nó 53.000 các bạn. 58 mà nó sale còn 53. Bạn thấy đẹp không? 53.000 chiếc này tính Việt Nam có 1 tỷ mốt thôi. Các bạn thấy bự đã không? Wow, còn chiếc xe bán tải này à. Bán tải này đời mấy đây? Mà nó bán có 9.000 mấy mà giờ này các bạn thấy bán tải xài qua tay các bạn. Để mình quay cho các bạn coi nha. Thử coi bao nhiêu mai. Xe này 9.000 giờ nó còn bán 7.000 4 rồi các bạn. Còn trăm mấy chục triệu thôi. Để coi quay cho các bạn coi hết. Xe này thì đó. Bảy ngàn tư cơ khoảng 150-160 triệu các bạn. Xe bán tải này ha, không có nắp ở trên luôn. Hồi mà chiếc này cũ quá, quay chiếc màu đỏ cho các bạn xem. Thấy không, mỗi xe bán tải đây rồi nó đều có cái đồ kéo làm sao đó các bạn, thấy không, nó có cổ điện luôn đó, để nhiều khi người ta kéo đồ người ta nối dây đèn các bạn đó. Quay chồng chiếc màu đỏ đẹp quá đó, chồng nữa các bạn. Để coi chiếc này nhiêu tiền. Đây chiếc màu xanh, mình thích chiếc màu đỏ này các bạn. Màu đỏ nó vừa lâu cũ, màu này quá đẹp luôn, màu tươi. Chiếc này đời 2016 các bạn. Nó 20-31.000 mà hiện giờ nó sale còn 29.000. Chiếc này nó 69.000 mai các bạn ạ. Xe này ở đây mà 60.000 mai là xe còn ngon đó các bạn. 3-4 năm người ta chạy 60.000 mai là xe còn mới đó. Bạn thấy màu đỏ đẹp không? Còn chiếc màu xanh này đời 2014 đó. Bây giờ quay chiếc kia, chiếc này nó cũng giống như thật các bạn. 2014 mà nó 26.000, bây giờ nó còn 24, cũng 69.000 mai luôn đó. Nó chênh lệch 5.000. Mà theo mình thấy thì ý thích mình 5.000 thì thôi mua chiếc đỏ nó đẹp hơn. No, mà chiếc đỏ nó khác hiệu nha các bạn. Quên, mình quên để ý nói các bạn, tùy theo người thích. Chiếc này là mình của Ford, còn cái này là hãng Cherry các bạn, không phải Ford. Các bạn thấy cái logo của nó. Nhưng mà chiếc đỏ theo mình thích hơn. Nó quay sơ lược các bạn coi. Rồi đó, cũng ở đây cũng xe bán tải không. Bạn thấy không, vòng vòng vậy thôi. Bây giờ mình qua quay xe qua sử dụng. Giới thiệu các bạn chiếc Acura MDS đi. Đó nè, chiếc Acura MDS ha. Là xe này bên đây là bên đây nó cũng tính, bên đây 3 hàng ghế thì đây tính 7 chỗ thôi các bạn. Đó, để thử mình quay chiếc này đời mấy năm mấy. Wow, chiếc này đời 2016 mà nó 30.000, hiện giờ nó còn 27.000 các bạn. Xe này rẻ luôn á, xe này mới nó tới năm mấy 60 rồi. Nó chạy 69.000 mai mà 3 năm rồi các bạn, là tất nhiên ta xài cũng tương đối, không có chạy nhiều. Nó 30.000 nè các bạn biết không, mà xe còn 27.900, như 28.000 đi. Nó 69.000 mai, chiếc này 20 mấy ngàn cũng ok.
mà nếu theo mình mua thì mình trả nó giá